Từ trước đến nay, vẫn có nhiều người nhầm lẫn cây mã đề với nhiều loại cây thuốc khác. Đặc điểm nhận dạng của cây mã đề là chỉ cao khoảng từ 10 đến 15cm, lá mã đề có cuống dài, hình thìa hay hình trứng. Khi cây ra hoa, cụm hoa được gọi là bông cao tới 40 đến 50cm. Khi bông mã đề già thì có hạt rất nhỏ hình bầu dục hơi dẹt, chỉ nhỏ như hạt kê, có màu nâu hoặc tím đen bóng, để cho hoa vào mùa hè từ tháng 4 đến tháng 8. Ngoài ra, hạt mã đề được sử dụng cho một số bài thuốc hiệu quả chữa sỏi đường tiết niệu. Theo đông y, mã đề có vị ngọt, tính lạnh, đi vào các kinh, can, thận và bàng quang. Tác dụng chủ yếu của bông mã đề là lợi tiểu, tiêu độc, chữa đái dắt. Ngoài ra, loại thảo dược này còn có thể chữa ho lâu ngày, viêm khí quản, chảy máu cam. Liều dùng mỗi ngày là 10 đến 20g toàn cây hoặc từ 6 đến 12g hạt sắc nước uống. Y văn cổ cũng ghi rằng mã đề có tác dụng mát máu, khử nhiệt, giúp sáng mắt, thông tuyến mồ hôi. Cây mã đề còn có tên chữ Hán là sa tiền thảo, sa tiền thái. Người xưa kể rằng vì loại cây này thường mọc hoang ở những vết chân ngựa kéo xe nên đặt tên là mã đề. Nhưng ngày nay mã đề mọc hoang còn rất ít. Mã đề cũng có tác dụng long đờm và trị ho. Thuốc viên bào chế từ mã đề đã được áp dụng trên lâm sàng, điều trị hiệu quả các bệnh viêm cấp đường hô hấp và chữa ho, phục hồi tiếng nói ở bệnh nhân viêm thanh quản cấp. Cao chế từ nước mã đề đã được áp dụng cho hơn 200 bệnh nhân viêm amidan cấp. Kết quả là 92% khỏi bệnh, 8% đỡ bệnh. Ngoài ra, tác dụng hạ sốt, phục hồi số lượng bạch cầu của mã đề được đánh giá là tương đương các thuốc kháng khuẩn thường dùng. Là một cây thảo mộc, nhưng giới y học vẫn bị bất ngờ bởi những công dụng to lớn mà mã đề mang đến cho sức khỏe. Các thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy mã đề, đặc biệt là phần hạt, có tác dụng lợi tiểu, tăng thải trừ ure, axit uric, muối trong nước tiểu, do đó có thể dùng nó để hỗ trợ điều trị chứng tăng huyết áp và bệnh tiểu đường. Đặc biệt, nhờ có tính năng giúp cơ thể thải trừ axit uric trong máu, mà loại thảo dược này đặc biệt tốt cho người bị bệnh gút. Bông mã đề có thể dùng tươi hoặc phơi khô lấy hạt. Vào mùa hè, người ta thường dùng bông còn tươi, cách dùng cũng khá đơn giản. Bông mã đề sau khi thu hoạch, đem rửa sạch rồi cắt nhỏ. Quan trọng nhất vẫn là khâu sao khô, người sao cần khéo léo cho lửa vừa và đảo đều. Đến khi bông có màu vàng và mùi thơm, sau khi được sao vàng, những bông mã đề còn nóng sẽ được đổ ra nền đất sạch. Động tác này được dân gian gọi là hạ thổ, có tác dụng làm cho bông được nguội tự nhiên bằng hơi đất. Sau khi hạ thổ, bông được cho vào ấm sắc lấy nước uống. Nước sắc từ mã đề có màu vàng tánh rán, vị ngọt nhẹ rất dễ uống. Mùa hè, các gia đình có thể sắc uống thay trà. Lá mã đề tươi tắt làm mụn nhọt chóng vỡ và mau lành. Lá dùng làm mát, lợi tiểu, làm săn và hàn vết thương. Nước hãm lá trị tiêu chảy. Lá mã đề có thể dùng làm thức ăn vì có nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho cơ thể. Ấn Độ, cây mã đề dùng để cầm máu và trị vết thương, bỏng và viêm các mô. Thái Lan dùng toàn cây hoặc lá dùng để lợi tiểu, hạ sốt, hạt nhuận tràng, chống viêm và đầy hơi. Triều Tiên thì dùng mã đề để trị bệnh gan. Rễ mã đề có tác dụng làm săn, chữa sốt và ho. Hạt mã đề làm dịu viêm, lợi tiểu, bổ, trị lị và tiêu chảy. Trong y học cổ truyền Nhật Bản, nước sắc của mã đề trị ho hen, bệnh tiết niệu, giảm phù, tiêu viêm. Trung Quốc dùng hạt mã đề sắc uống chữa bệnh đái tháo đường, ho. Canh mã đề, món canh nấu bằng lá mã đề, hành, gừng và một chút muối ăn, có tác dụng chữa chứng đái da máu, niệu đạo đau buốt rất hiệu nghiệm. Cháo mã đề có tác dụng thanh nhiệt, trừ đờm, lợi tiểu và sáng mắt rất tốt. Ở tuổi 50 trở đi, cơ thể rất dễ mắc bệnh về chuyển hóa như béo phì, tiểu đường, thừa cholesterol. Nếu thường xuyên uống các loại trà thảo mộc như bông mã đề, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi nguy cơ mắc các chứng bệnh này. Là một loại thảo dược nên có một số đối tượng nên thận trọng khi dùng bông mã đề, đó là phụ nữ có thai cần hạn chế sử dụng loại cây này. Đối với người cao tuổi hay đi tiểu đêm cũng nên tránh dùng mã đề vào buổi chiều tối vì tính năng lợi tiểu của nó.